nói, Thẩm Dập lạnh nhạt nói, tại sao hắn không cần cạnh tranh lại có thể trở thành đoán tạo ủy viên? Tên nam sinh này đứng lên, vẫn chưa tới 15 tuổi, rất khó tin tưởng sẽ có vóc người như vậy. Chiều cao của hắn vượt quá 1m90, so với rất nhiều người trưởng thành còn phải cao hơn một ít. Nói chuyện giọng ồm ồm, vốn người cũng phi thường khôi ngô. Nhưng kỳ lạ, chính là đôi mắt hắn nhỏ vô cùng, khi mà nhèo mắt lại thậm chí khiến cho người ta không nhìn thấy mặt trời nữa. Dương Liệm Hạ, đúng không? Sở dĩ đoán tạo ủy viên không cần cạnh tranh là bởi vì ở phương diện này, Đề Vũ Lân không thể có đối thủ cạnh tranh tồn tại. Hắn là một tên đoán tạo sư cấp 4. Thẩm Dập lúc này nhất thời làm cả lớp có một chút xao động lên. Đoán tạo sư cấp 4 không tới 15 tuổi, đoán tạo sư cấp 4. Chuyện này thực sự là quá quách đại đi. Dương Liệm Hạ cũng sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ sẽ đưa ra dị nghị, tự nhiên là bởi vì hắn ở phương diện đoán tạo có am hiểu. Thế nhưng mà hắn dù am hiểu cũng không đạt đến trình độ đoán tạo sư cấp 4. Hắn là một tên đoán tạo sư cấp 3, ở cái nghề đoán tạo này mà nói, ở tuổi này có thể đạt đến trình độ như thế này đã phi thường hiếm thấy. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân, ở trong ánh mắt tuy rằng vẫn còn có một chút không phục, nhưng chung quy vẫn chọn ngồi xuống. Đường Vũ Lân hướng về hắn gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Còn có ai nghi vấn sao? Thẩm Dập lúc này ánh mắt đảo qua cả lớp. Ánh mắt của mọi người nhìn Đường Vũ Lân đã có chỗ bất đồng, nhưng bọn họ cũng không biết được là Thẩm Dập đối với trình độ đoán tạo của Đường Vũ Lân vẫn còn bảo lưu. Dù sao thì Đường Vũ Lân hiện tại vẫn chưa nhận được huy chương cấp 5, đồng thời hắn cũng không thể thật sự là linh đoán. Nguyên bản chút ánh mắt này chất vấn đối với Đường Vũ Lân đều trở nên hiền hòa hơn. Lời này là xử lý khác, mọi người vừa cạnh tranh lẫn nhau, đồng thời cũng giúp đỡ lẫn nhau. Đối với người có sở trường đặc biệt ở phương diện khác mình, tuyệt đại đa số học viên đều sẽ vô cùng thiện ý. Dù sao thì mọi người tương lai đều muốn trở thành đấu khải sư, không ai có thể tự mình hoàn thành đấu khải chế tác. Tổng hợp cần người khác hỗ trợ, là bạn học cùng lớp, ưu đãi điểm đã là chuyện rất bình thường. Những học sinh này đến từ trời Nam Biển Bắc, tất nhiên đều sẽ có nghe kể lại những truyền thuyết liên quan tới xử lý các học viên, tự nhiên cũng ít nhiều để tâm. Bọn họ hiện rất rõ ở đây chuyện cần phải làm là gì, tự phát triển bản thân mới là quan trọng nhất. Không phải là tình anh liệu có thể gia nhập vào xử lý các học viện sao? Thấy không có ai sản sinh ra dị nghị, Thẩm Dập mỉm cười sẽ nói. Được rồi, quyết định như vậy đi, nhưng chức vị khác đều cần cạnh tranh. Chờ một chút, chúng ta đầu tiên bắt đầu cạnh tranh vị trí lớp trưởng và lớp phó. Ta sẽ dẫn các người tới đại diễn võ trường, ở nơi đó các người sẽ tiến hành một hồi hỗn chiến. Muốn trở thành lớp trưởng rất đơn giản, chỉ cần người là người cuối cùng còn đứng vững, người chính là lớp trưởng. Hai người ngã xuống sau cùng chính là lớp phó. Ta phải nhắc nhở các người, chính là không cần nghĩ đến chuyện thi đấu sống chết. Chỉ cần tứ chi và thân người các người toàn bộ rời khỏi vòng, sẽ bị loại khỏi vòng chiến, bị đào thải. Đương nhiên, nếu như bản thân người không muốn tranh đoạt vị trí này, ta cũng không miễn cưỡng. Chỗ tốt của lớp trưởng cũng không nhiều cho lắm, còn phải cánh chịu không ít nghĩa vụ. Chỗ tốt duy nhất đơn giản chính là tương lai ở thời điểm thi vào trong nội viện sẽ được cộng thêm điểm, ở trong học viện sẽ có quyền lên tiếng nhiều hơn một chút mà thôi. Các người hẳn là đều biết, bộ máy quyền lực cao nhất của xử lý các học viện, thậm chí là xử lý các thánh, chính là hải thần các của học viện. Các vị trưởng lão hải thần các hầu như tất cả đều từng đảm nhiệm qua chức vụ lớp trưởng hoặc là lớp phó. Toàn học viện chỉ có 6 lớp, tổng cộng cũng chỉ có 6 lớp trưởng, tỷ lệ của lớp trưởng có thể tiến vào trong nội viện hẳn là đều phải lớn hơn một ít. Cái này vẫn không có gì quan trọng ư? Đây chính là kích thích trực tiếp cỡ nào cơ chứ? Đường Vũ Lân vào lúc này vẫn còn đứng đối mặt với các bạn học. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, sau khi nghe Thẩm Dập nói xong, hầu như ở trong mắt tất cả mọi người sáng rực lên như có hỏa diễm thiêu đốt vậy. Bao gồm cả chính hắn cũng là như vậy, không có ai không muốn đối mặt ra nổi bật hơn mọi người, đặc biệt là ở xử lý các học viên, bất luận là có được hay không, chung quy cũng phải thử một chút. Được rồi, ta cho các người một phút thời gian để chuẩn bị. Đương nhiên các người có thể kết bè kết đảng, hết thảy đều là tùy theo các người. Chúng ta chỉ xem kết quả. Một phút thời gian kết bè kết đảng sao? Đều vô lên ở trong lòng hơi động, đã hiểu rõ ý tứ của Thẩm Dập lão sư. Chuyện này không đơn giản chỉ là thử thách thực lực cá nhân bọn họ. Cả lớp tổng cộng có 101 học sinh, muốn từ ở bên trong bộc lộ ra tài năng, muốn cũng trở thành lớp trưởng, tuyệt đối không chỉ dựa vào thực lực và có thể. Có thể thi đậu xử lý các học viện, lần này không có người yếu, ngoại trừ thực lực trí tuệ còn trọng yếu hơn. Đều Vũ Lân lặng yên ngồi xuống, đồng thời dùng ánh mắt chặn lại Tạ Sải đang định tiến lên nói chuyện với mình. Mắt nhìn phía trước, sự âm thanh chỉ có các bạn mình nghe được, rồi nói: Tạ Sải Tiểu Ngôn, các người từng người đi kết bè kết đảng, hiểu chưa? Hứa Tiểu Ngôn lúc này ở trên mặt cười nhất thời thoát ra một tia ý cười hiểu rõ. Tạ Sải cũng chỉ sừng sững một chút, khóe miệng hơi nhúc nhích một chút. Đường Vũ Lân không để cho Cổ Nguyệt cùng làm như vậy, bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt có sự kiêu ngạo từ trong cốt túy, nàng không thể chủ động đi kéo bè kéo cánh.
sở dĩ không phải trực tiếp 4 người một tổ, nguyên nhân rất đơn giản. 4 người bọn họ vốn là ngồi cùng một chỗ, chúng tôi biểu thị 4 người là một thể, thêm vào hắn và trở thành đoán tạo ủy viên, lại vô cùng bắt mắt, rất dễ dàng bị đánh hội đồng. Muốn thu được thành tích lớn ở trong loạt đấu sau đó, như vậy, việc đầu tiên cần làm là ẩn mình trước tầm mắt của mọi người. Ở trong lớp rất nhanh sẽ trở nên láo nhiệt hơn, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên cùng người ở bên cạnh bắt đầu trò chuyện, tìm kiếm đồng bọn. Tiêu chuẩn lớp trưởng của một lớp phó tổng cộng chỉ có 3 cái, phạm vi kéo bè kéo cánh tự nhiên cũng sẽ không lớn. Tiểu đoàn đội lớn hơn, danh ngạnh sẽ là không đủ chia rồi. Nguyên bản học sinh còn đang xa lạ lẫn nhau, bỗng cấp tốc trở nên thân thiện hơn. Ta có thể gia nhập các người không? Ta cũng không muốn làm lớp trưởng gì cả, chỉ là ta rất sợ đau, ta là khống chế hệ chính hơn xưa. Ta có thể phụ trợ các người, sau đó ta cũng không muốn tiến chuẩn lớp trưởng. Chờ thi điểm thi còn đoàn đội chúng ta, ta liền chủ động lùi xa có được hay không? Hứa Tiểu Ngôn lớn lên xinh đẹp, ra bộ làm ra bộ sáng vẻ đáng yêu. Ở độ tuổi này tuyệt đối là vô địch về sức mị hoặc. Rất nhanh thì nàng đã gia nhập vào trong một nhánh đoàn đội có nhân số khá là đông. Tổ đội lâm thời này, lơ tính luôn cả nàng thì đã có đến những 5 người. Thừa dịp những người khác không chú ý, nàng hướng về phía Đường Vũ Lân đưa ra một ánh mắt đắc ý. Một bên khác thì tạ giải cũng rất thuận lợi. Mẫn công hệ chiến hồn sư ở trong loạn đấu khả năng sinh tồn vốn rất mạnh. Hắn trực tiếp lôi kéo hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư sống như mình tạo thành một đoàn thể nhỏ 3 người. Là đặt cho toàn thể của mình một cái tên gọi là Kiếm Lậu. Xin chào, người đúng là đoán tạo sư cấp 4 sao? Thời điểm trong lúc Đường Vũ Lân đang thở ơ lạnh nhạt, vị tên là Dương Liệm Hạ lúc trước còn nghi vấn hắn tiến tới. Ừ, đúng vậy. Đường Vũ Lân lúc này lấy huy chương đoán tạo sư cấp 4 của mình ra cho đối phương nhìn một chút. Không thể nghi ngờ, anh chàng to con này cũng là đoán tạo sư. Đoán tạo sư cũng cùng lớp, sau này nhất định sẽ có rất nhiều dịp gặp nhau. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân đối với hắn cũng là đặc biệt khách khí. Vậy chúng ta tạo thành một đoàn đội đi. Ta là lực lượng hình chiến hồn sư, võ hồn là Ám Kim Hùng. Dương Liệm Hạ lúc này tính cách có vẻ rất sáng sáng. Ám Kim Hùng, nghe đường võ hồn này, Đường Vũ Lân không khỏi lấy làm kinh hãi. Ám Kim Hùng là cái gì? Là một nhánh của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Chưa bao giờ xuất hiện ra hồn sư nắm giữ võ hồn Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Rất có khả năng là vì võ hồn này quá bá đạo, thân thể của con người sống như không chịu đựng được. Mà Ám Kim Hùng lại được ca tụng là hồn thú họ gấu mạnh nhất. Nó hầu như nắm giữ toàn bộ các đặc tính của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Ngoại trừ đôi khủng trảo kia ra, sức mạnh, phòng ngự đều là siêu cường, tuyệt đối là tấm khiêng thịt tốt nhất. Đường Vũ Lân lúc này bản thân tuy rằng cũng có thể làm cường công hệ chiến hồn sư, nhưng nếu như có thêm một vị siêu cấp hộ thần thuẫn như thế này chắn ở trước mắt, khả năng sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Vì thế ngay sau đó hắn không chút do dự gật gật đầu rồi nói: tốt rồi, hoan nghênh gia nhập, ta tên là Đường Vũ Lân, vì này chính là bằng hữu của ta Cổ Nguyệt, ta là khống chế hệ chiến hồn sư, Cổ Nguyệt là am hiểu viễn công, phụ trợ khống chế, nàng là nguyên tố hệ hồn sư. Xin chào, Dương Liệm Hạ hướng về Cổ Nguyệt đưa tay ra, nhưng Cổ Nguyệt lại chỉ hướng về hắn gật gật đầu. Ngoài trừ Đường Vũ Lân ra, nàng chưa bao giờ để cho người khác tiếp xúc với thân thể của chính mình. Đường Vũ Lân mỉm cười rồi nói: Cổ Nguyệt chính là tính cách này, Dương Liệm Hạ, ngươi đừng để ý nha. Dương Liệm Hạ lúc này cười ha ha, sờ sờ đầu rồi nói: không có chuyện gì, không có chuyện gì, đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, nhỏ như vậy mà đã có thể trở thành đoán tạo sư cấp 4. Thật không tin nổi, có cơ hội chúng ta luận bàn đoán tạo một chút đi. Không thành vấn đề, ta 13 tuổi, ngươi thì sao? Ta 14 tuổi, Dương Liệm Hạ nói rằng. Trên mặt của hai người đều trở nên hơi kinh ngạc. Dương Liệm Hạ lúc này tự nhiên là bởi vì Đường Vũ Lân còn nhỏ tuổi, mà Đường Vũ Lân lại bởi vì cái tên khổ người khổng lồ này hẳn 1m9, nhưng lại mới có 14 tuổi, cũng thực sự là kỳ hoa ở bên trong kỳ hoa. Ba người chúng ta tạo thành một tổ hợp cũng không tệ, một lát nữa sẽ chiến đấu thế nào đây? Ta sắp xếp chiến thuật không dành cho lắm, các người am hiểu không? Dương Liệm Hạ lúc này hứng thú bừng bừng nói. Mọi người đều mới vừa tiến vào trong sở này các học viện, vẫn chưa thể quen thuộc lẫn nhau cho lắm. Trận hỗn chiến chọn ra lớp trưởng này trên thực tế cũng là cơ hội tốt để cho bọn họ phô bày ra thực lực. Thực lực thể hiện ra càng mạnh, dĩ nhiên là càng dễ dàng được học viện coi trọng hơn. Đồng thời hy vọng đối với các bạn học cũng sẽ càng cao. Mỗi người hầu như đều nóng lòng muốn thử. Đường Vũ Lân lúc này mỉm cười sẽ nói: cái này đơn giản, ngươi không phải là võ hồn Ám Kim Khủng Trảo sao? Ám Kim Khủng Trảo am hiểu nhất chính là phòng ngự cùng với sức mạnh. Ngươi chỉ cần làm tốt hai điểm này là được rồi, còn lại giao cho ta cùng với Cổ Nguyệt. Ta sẽ phụ trách khống chế, ta xem người khác kéo đến trước mặt của ngươi, dĩ nhiên ngươi sẽ là có thể giải quyết đối thủ. Cổ Nguyệt lúc này phụ trách viễn công cùng với phụ trợ từ mặt bên.
Đối với tổ hầm có thêm Dương Liệm Hạ này, Đường Vũ Lân vẫn vô cùng hài lòng. Hắn không hề có chút lo lắng vào về thực lực của Dương Liệm Hạ. Có thể thi đậu giáng sửa lại các học viên cũng đã làm minh chứng tốt nhất. Người ta bèo gì cũng là tam hoàn hồn sư, các loại nhị hoàn thi đậu vào trong học viện nhiều mình đã ít lại càng ít. Nghĩ tới đây, ở trong đầu quán đột nhiên lóe ra một bóng người. Cô nàng Đọa Lạc Thiên Sứ tóc đỏ, không phải cũng là nhị hoàn sao? Hơn nữa giống như mình, đều là hai cái hồn hoàn màu tím. Nhạc Chính Vũ là ba cái hồn hoàn màu tím. Xem ra, bất kể là Thần Thánh Thiên Sứ hay là Đọa Lạc Thiên Sứ, ở phương diện cường độ thân thể hay là phương diện tinh thần lực, đều đủ để chống đỡ bọn họ hoàn thành thăng linh. Một phút thời gian sắp hết, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Dập cùng với Vũ Trường Không, một top 101 tên học viên năm nhất ào ạt rời khỏi phòng học, đi dọc hành lang hướng về lơ xa xa của chủ giá học lâu. Khu vực học tập thực sự quá to lớn, muốn biết rõ toàn bộ lời này e rằng thật sự cần mất vài năm mới được. Bọn họ được dẫn đến một tòa đọa lạc xài hình tròn khá rộng rãi. Nhưng nhìn kỳ quái chính là diện tích của tòa đọa lạc này đối với hơn 100 người bọn họ mà nói có vẻ hơi chen chúc, ít nhất không đủ để cho bọn họ động thủ. Chờ một chút, các người sẽ tiến vào trên một không gian hư huyễn. Ta tin mọi người đều đã tiến vào trong thăng linh đài, tương tự với loại kia. Bây giờ mọi người rời khỏi vòng tròn chính giữa nào. Theo lời của nàng nói, top học viên năm nhất đều lùi về phía sau.